Mời quý vị và các bạn đến với một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề 7 bí quyết để con bạn luôn khỏe mạnh những ngày Tết. Thưa quý vị và các bạn, dịp Tết, nhịp sống của trẻ bị thay đổi, ăn uống cũng bị ảnh hưởng. Hệ tiêu hóa trẻ phải dung nạp quá nhiều món ăn khó tiêu như bánh trái, kẹo ngọt, nên bụng trẻ dễ bị quá tải, sẽ bị rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy, táo bón, phân sống, phân lỏng. Vậy phải làm sao để con bụng khỏe ngay từ những ngày Tết? trong chương trình hôm nay xin đưa ra một số điều để các bậc phụ huynh lưu ý giúp con khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng để đón những ngày đầu năm mới an lành cùng với gia đình. Một, cho bé ăn uống sạch, lành mạnh, đầy đủ dưỡng chất. Điều quan trọng nhất để phòng tránh ốm đau ở trẻ là phải tăng cường miễn dịch cho trẻ. Cách đơn giản nhất cha mẹ có thể làm là cho con ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, khoáng chất để tăng năng lượng, tăng khả năng phản ứng đối với các mầm bệnh. Mẹ hãy cho bé ăn đầy đủ các loại rau xanh, củ quả và uống đủ nước mỗi ngày, tránh để bé ăn đồ ăn lạnh, đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ. Với bé sơ sinh, mẹ nên cho bé bú đủ đều đặn để tăng cường miễn dịch cho trẻ. Ngoài ra nên bổ sung thêm các loại thực phẩm giúp bé tăng đề kháng như nấm, sữa chua, ngũ cốc, khoai lang. Hai, duy trì thói quen ngủ của bé. Nhiều bé vì quá vui sướng háo hức với những ngày lễ sắp tới hoặc miệt mài chuẩn bị cho kế hoạch đón Tết của riêng mình mà bỏ qua cả giấc ngủ, không những không ngủ trưa mà còn ngủ ít đi vào ban đêm. Điều này vô cùng có hại, cơ thể trẻ còn non yếu, trẻ cần ngủ đủ giấc thì mới dần hoàn thiện được các chức năng trong cơ thể. Mẹ hãy cố gắng đảm bảo thời gian ngủ đủ cho bé. Ba bảo vệ bé mỗi khi ra ngoài ở miền bắc nước ta vào thời điểm tết thời tiết thường lạnh nên nhiều người dễ bị bệnh nhất là các em bé vì vậy mẹ đừng quên mặc áo ấm đeo khăn mũ găng tay khẩu trang để giữ ấm cho bé mỗi khi ra ngoài còn ở những vùng khác có thời tiết ấm hơn mẹ cũng đừng chủ quan môi trường gió bụi bên ngoài đều có chứa các tác nhân gây bệnh vì vậy, mỗi khi có dịp đưa bé ra ngoài, mẹ nên cẩn thận cho bé đeo khẩu trang, đeo kính hoặc đeo khăn để chống bụi và tránh tiếp xúc với môi trường ô nhiễm dẫn đến bị bệnh. Nên hạn chế đưa bé tới các vùng đang có ổ dịch, vệ sinh sạch sẽ cho trẻ trước khi ăn và sau khi đi chơi ở ngoài về. 4. Giữ vệ sinh cho bé thường xuyên rửa tay cho bé vì đây là cách đơn giản mà hiệu quả nhất để làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp và đường tiêu hóa với những bé đã hiểu vấn đề hãy dạy con có thói quen rửa tay bằng xà phòng hoặc sử dụng chất khử trùng tay cũng như cách rửa tay sao cho đúng nhất mẹ hãy nhắc nhở bé đừng bao giờ quên rửa tay khi bé trở về từ trường học sau mỗi buổi vui chơi trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh năm, nhắc con không bao giờ được chạm tay vào mặt, không khác gì bàn tay của người lớn, bàn tay của bé chứa rất nhiều vi trùng, vi khuẩn, virus gây bệnh. Nếu trẻ đưa tay lên hoặc mút tay, tức là giúp cho các mầm bệnh này có cơ hội xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp, đó cũng là một trong những nguyên nhân tại sao trẻ nhỏ rất hay bị các bệnh đường hô hấp. Dạy con bạn không được đưa tay lên mặt là việc tuy có vẻ khó thực hiện, nhưng mẹ hãy kiên trì cùng với việc rửa tay thường xuyên 6. Để bé vận động vừa đủ. Vận động tốt cho sức khỏe của bé, giảm nguy cơ bị cảm lạnh, cảm cúm, nhưng vận động quá mức lại có thể là nguyên nhân khiến trẻ lan ra ốm. Chính vì vậy, mẹ hãy khuyến khích con chơi những trò chơi lành mạnh, an toàn, tránh chạy nhảy nô đùa quá đà có thể dẫn đến trượt ngã, chảy rước chân tay. Nếu thấy con đùa nghịch quá nhiều và bị ra mồ hôi thì mẹ nên kịp thời thay quần áo và lau khô người cho con, tránh để con bị lạnh sẽ dễ bị nhiều bệnh. 7. Tăng cường khả năng miễn dịch tự nhiên cho trẻ. Cha mẹ nên tăng cường miễn dịch trực tiếp, tăng khả năng phòng bệnh cho các bé bằng cách bổ sung chất kích hoạt trực tiếp lên hệ thống miễn dịch, làm gia tăng số lượng tế bào miễn dịch và kháng thể miễn dịch của trẻ. Chất điều biến miễn dịch gamma Z là một trong những chất có tác dụng vô cùng tuyệt vời trong việc kích thích cơ thể sản sinh miễn dịch tự nhiên, giúp hệ vi khuẩn đường ruột có ích phát triển mạnh mẽ, đồng thời tái tạo niêm mạc ruột đã bị tổn thương lâu ngày. Vì vậy, hãy tìm mua sản phẩm có chất này giúp tăng cường khả năng miễn dịch cho trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai, mời quý vị cùng tìm hiểu về 6 thói quen gây hại cho sức khỏe trong dịp Tết và những điều cần lưu ý. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.